Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Hôm nay thì bên trung tâm em dọn kho có một ít mỏ kho ga mili. Em sẽ xả kho thanh lý cho các bác nhà mình. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Với cái sản phẩm này thì em thông báo với các bác là qua Tết là giá sẽ lên nhé. Qua Tết là giá của nó sẽ đắt hơn. Còn bây giờ thì bên em đang dọn kho chuẩn bị nghỉ Tết thì em sẽ còn một ít ở trong kho là em sẽ xả kho lốt cho các bác nhà mình với cái giá rất là mềm. Nên là các bác nào mà có nhu cầu thì các bác đặt hàng vào cái thời điểm này thì giá của nó rất là tốt và các bác sẽ được miễn phí ship. Các bác mà quan tâm nếu mà với một chiếc mỏ hàn một mỏ nhé. Cái này thì để phục vụ cho các bác mà thợ điện lạnh các bác mang đi làm để trong túi được đồ nghề để đi hàn ống đồng là rất là ok. Mẫu này là mẫu một mỏ này. Mẫu một mỏ thì các bác sẽ được tặng theo là một ít cái que hàn và có một lọ hàn. Đây một lọ thuốc hàn nhỏ nhỏ ở đây. Với cái mẫu một mỏ thì bên em sẽ xả kho với cái giá là 120.000 thôi ạ. Giá này là bên em sẽ bao phí vận chuyển cho các bác nhé. 120.000 một chiếc. Còn cái mẫu này là mẫu hai mỏ này các bác này. Mẫu hai mỏ thì nó sẽ ra hai ngọn nửa như này. Các bác hàn nó sẽ thấu hơn. Nhưng mà cái mẫu hai mỏ thì các bác không có theo que hàn và không có thuốc hàn. Giá của mẫu hai mỏ sẽ là 150.000. Bên em có hai mẫu như này nhá. Mẫu một mỏ là 120 này. Mẫu hai mỏ là 150.000 này. Giá này là bên em sẽ bao phí ship rồi nhá. Nếu như mà các bác mua hai mỏ thì bên em sẽ giảm cho các bác 30.000. Các bác mà mua hai mỏ chơi cùng một đơn hàng thì bên em sẽ giảm cho các bác là 30.000 trên một đơn hàng. Còn mua riêng thì mỏ loại 1 mỏ là 120 này, 2 mỏ là 150. Đấy các bác nghe rõ về cái giá tiền giúp cho em để tránh những cái trường hợp khi nhầm lẫn đặt hàng nhé. Mẫu 1 mỏ là 120, 2 mỏ là 150.000. Bác là chốt cái mẫu nào em sẽ gửi đúng cái mẫu đó cho các bác. Và khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải cọc, không cần phải chuyển khoản trước. Các bác cứ có địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Thì bên em còn số lượng bấy nhiêu đây thôi. Số lượng rất là ít nhá. Nên là bác nào có nhu cầu thì các bác hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng. Không hề chậm chân là sẽ không còn hàng để đặt nữa thì sẽ rất là đáng tiếc. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.